Rồi, xin chào tất cả anh em đang video nha. Rồi, hôm nay bây giờ tụi mình đang có mặt tại xưởng này ma. Hôm nay mình đang có mặt tại xưởng và đang cho ra mắt sản phẩm mới này ma, mẫu TM39 cao cấp. Đây, quay cho anh em xem nè. Được làm theo thiết kế của Khôi anh em ha. Mẫu TM39 cực kỳ đẹp cho anh em mình luôn. Với mặt trên là chống cháy anh em ha, và mặt dưới là chất liệu là hút chân không cao cấp. Đây, cực kỳ đẹp anh em ha. Đây, quay cho anh em mình xem toàn bộ nè. Rồi, cực kỳ đẹp nha mọi người nha. Bốn chân ha, bốn chân với 8 đế cao cấp nha anh em mình. Đây, bốn chân và 8 đế ha, mẫu TM39, hàng chính hãng của công ty bây giờ thì mình đây, hàng chính hãng của mình sản xuất và phân phối này ha. Đang sử dụng cho anh em mình là gỗ nhập khẩu cao cấp, ok, với chống cháy chống chày tuyệt đối nè anh em thấy không, vân đen anh em ha. Và lên cho anh em mình là cao su Đài Loan, ok, sẽ vô cho anh em mình cao su Đài Loan cao cấp và cao su Hàn Quốc ha, tùy theo có nhu cầu anh em lên. Đá là có đá Trung Quốc loại 1 ha, thổ phẳng 99% và đá Hàn Quốc cao cấp thi đấu, ok, anh em muốn lên cái nào cũng có ha. Rồi vải là đang sử dụng cho anh em là vải cũng thi đấu luôn, và sắt là sắt y và sắt hợp, anh em muốn lên cái nào cũng được hết, ok ha, tùy theo cái mức độ chi phí đầu tư của anh em mình, ok. Con này là một sản phẩm mới anh em ha, hàng chính hãng cho bên mình sản xuất cho anh em mình. Đây, quay sơ một vòng cho anh em xem ha. Anh em nào có nhu cầu tư vấn câu lạc bộ bida và tư vấn thiết kế câu lạc bộ bida, cung cấp bài bida, anh em vui lòng liên hệ bên mình ha, để được hỗ trợ cho anh em ha. Mức giá là hiện tại bây giờ đang hỗ trợ cho anh em mức giá rất là tốt, chỉ có khoảng 20 mấy thôi. Và anh em đã có được một bộ đầy đủ đồ chơi ngon lành cho anh em mình chơi rồi ha. Ok. Rồi, anh em cần gì cũng vui lòng liên hệ bên mình anh em ha. Bida thì mình anh em ha. Xin cảm ơn tất cả anh em. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả anh em.